Hello, xin chào tất cả các anh em trader, hôm nay là Chủ nhật ngày 26 tháng 2 năm 2023 à, Bây giờ mình sẽ cùng với các bạn nhìn qua cặp tiền New Zealand đô la Mỹ Đây là Weekly Chart, như tuần trước mình phân tích thì thị trường đã chạm vùng kháng cự này Và có dấu hiệu phân kỳ đạo chiều giảm giá với Stochastic và cái đáy này đã bị phá vỡ thật sự Thị trường hình thành chữ M à, Nếu mình nhìn kỹ hơn chút xíu nữa qua bên Daily chart Thì mình thấy à, Ngày thứ sáu Thị trường đã đóng cửa dưới MA200 Breakout Đóng cửa dưới MA200 luôn Và đóng cửa dưới cái channel màu xanh này của mình luôn Đây là một cái channel Breakout Rất là Mình rất thích cái channel này Và Rõ ràng thị trường đóng ngoài luôn Thì mình thấy đây là một cái xu hướng đi xuống rất là rõ À, nếu mà nhìn vào sức mạnh của cái xu hướng này thì mình thấy ADX nó cũng có tín hiệu đang tăng dần lên Tuy nhiên nó cũng chưa đạt cái mức độ gọi là tăng mạnh lắm Có thể đây là khởi đầu của một cái ngày breakout à, Một cái ngày đầu tiên để xuất phát một xu hướng giảm mạnh à, Tuy nhiên để cần để xác minh điều đó nữa mình cần thêm một ngày nữa Nếu ngày thứ hai thị trường đóng cửa dưới luôn à, Thì mình khẳng định Break out thành công à, còn ngược lại nếu từ ở trong đây nó từ đây nó quay lên à, nó quay ngược lên phá khỏi cái vùng đỉnh này dùng đỉnh này thì nếu mình check kỹ bên H4 thì mình thấy đây là H4 ha Thì đó là cái vùng này ok nếu từ đây nó lội ngược lên à, phá luôn cái vùng này khả năng nó sẽ phá luôn cái vùng bên đỉnh H4 của cái hộp này tức là đây là cái vùng này À, còn này bên Daily chart. và rất có khả năng nó sẽ quay lên em50 ở đây à, kháng cự em50 à, Tuy nhiên đối với cặp tiền này bởi vì bên time frame lớn đó là weekly chart, thì mình thấy tín hiệu phân kỳ đảo chiều giảm giá rất là rõ ràng và bên Daily đã confirm bằng việc là thị trường đóng cửa dưới em200 và phá luôn cái kênh giá này à, Vậy thì mình thì nghiêng về khả năng thị trường đi xuống nhiều hơn là đi lên OK. À, Tuy nhiên như mình vừa nói hồi nãy đó, mình chờ thêm một ngày nữa. Nếu thị trường đóng cửa dưới luôn, thì có thể nó sẽ bắt đầu một xu hướng giảm mạnh. À, còn nếu không nó quay lên, thì nó sẽ tạo thành một cái mô hình à, zigzag dắc. À, mô hình này cũng là good thôi. Thị trường đi xuống, OK, quay lên, đi xuống, thì nó không phải là một cái breakout đi mạnh, nhưng có thể nó sẽ đi thêm cái sóng dứt và mình sẽ tìm kiếm những cơ hội giao dịch à, như là màu đỏ này, màu đen này ở những vùng nó hồi lên. Thí dụ vậy, mình sẽ tìm kiếm để mình enter vào giao dịch cặp tiền này. Rồi tóm lại cặp tiền này mình nghiêng về sell short. À, bây giờ mình sẽ quay qua tiếp một cặp nữa là bảng Anh đô Mỹ. Bảng đô Mỹ thì nó cũng giống như New Zealand dollar như phân tích vừa rồi thì bên quyết liệt mô hình hai đỉnh phân kỳ đảo chiều giảm giá với stochastic và chờ đợi cái đáy này bị phá vỡ check bên daily chart thì giá đang đóng cửa nằm trên em 200 và cái kênh giá này chưa bị phá vỡ kênh giá này đó chính là cái đáy của cái ngày này à, nếu mà nhìn bên weekly chart thì ở đây nó sẽ là cái điểm thấp chữa của chữ M này à vậy bây giờ mình sẽ chờ đợi một sự break mạnh mẽ giống như bên New Zealand à, sẽ cho tín hiệu xuống mạnh hơn tấm lại cặp tiền này mình cũng nghiêng về sao sọt hơn. Ok, đó là một số phân tích nhận định cá nhân của mình. Chúc tất cả các bạn cuối tuần thật vui, tuần mới gặt hái nhiều thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.